Cửa lưới chống muỗi có chống nắng được không? Đây là câu hỏi của đại đa số khách hàng tại Quang Minh khi cần lắp đặt cửa lưới tại những vị trí thường xuyên có ánh nắng chiếu vào. Thực tế, cửa lưới chống muỗi không mang đến giải pháp chống nắng hiệu quả. Các lưới được đan xen với nhau, thành ô vuông chỉ có công dụng ngăn chặn côn trùng và bụi bẩn bay vào, ánh nắng vẫn chiếu vào theo các ô cửa. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu linh hoạt của khách hàng, Quang Minh mang đến sản phẩm 2-in-1 cửa lưới chống muỗi kết hợp rèm chống nắng. Với rèm vải sợi được xếp với nhau, giúp chống nắng, ngăn sáng, chống nước, có thể dùng riêng hoặc kết hợp cùng cửa lưới để vừa ngăn muỗi vừa ngăn ánh sáng, giúp thay thế rèm vải trên thị trường. Tính năng linh hoạt, màu sắc đa dạng, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với thẩm mỹ nhà mình. Liên hệ ngay với Quang Minh để được tư vấn nhanh nhất theo số hotline 0975 998 317.